Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết và trao giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2020 cho 24 công trình, cụm công trình có tính ứng dụng thực tiễn cao. Dự lễ trao giải có đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Ánh Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Dương Xuân Ngọc, Chủ tịch Hội các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành liên quan, các huyện thành phố và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai từ đầu năm 2020, xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế xã hội được thực hiện tại tỉnh Bắc Giang nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Sau 7 tháng triển khai, Hội đồng Giải thưởng đã nhận được 64 hồ sơ đăng ký tham gia, gấp 2 lần so với lần xét tặng giải thưởng thứ nhất. Qua các vòng chấm điểm đã lựa chọn được 24 công trình, cụm công trình của 52 tác giả, đồng tác giả thuộc 5 lĩnh vực để trao giải. Kết quả lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có 7 công trình, khoa học y dược 7 công trình, khoa học nông nghiệp 7 công trình, khoa học kỹ thuật và công nghệ 2 công trình, khoa học tự nhiên 1 công trình. Cụ thể, 4 giải A mỗi giải 89 triệu đồng, 4 giải B mỗi giải 44 triệu đồng, 7 giải C mỗi giải 22 triệu đồng và 9 giải khuyến khích mỗi giải 7 triệu đồng. Giải A được cho 4 công trình, cụm công trình, gồm nghiên cứu biên soạn tập bài giảng đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức viên chức tỉnh Bắc Giang hiện nay, tác giả Thân Minh Quế, đảng ủy các cơ quan tỉnh, nghiên cứu xác định một số căn nguyên virus gây hội chứng não cấp và đánh giá hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản bằng vaccine tại tỉnh, tác giả Đặng Thanh Minh, Dương Thị Hiển, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Công trình xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh bạch đàn và keo tai tượng tại Bắc Giang, tác giả Hoàng Văn Trúc, công ty trách nhiệm hạn hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế. Công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bón phân kết hợp với xạ hàng trong canh tác lúa tại các tỉnh phía Bắc của nhóm tác giả Nguyễn Đức Thành, Hoàng Mạnh Cường, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Cơ khí Tuyết Thành, Trần Đức Tuấn, Lê Sĩ Hùng, Nguyễn Xuân Biên, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phát biểu tại đây, tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình đoạt giải, đồng thời khẳng định tất cả 24 công trình, cụm công trình đoạt giải lần này đều bảo đảm tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả và tính ứng dụng trong thực tiễn. Những năm qua, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chủ trương khuyến khích tất cả các ngành, các thành phần kinh tế, không chỉ các nhà khoa học mà cả người dân cùng tham gia đổi mới, nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật công nghệ. Qua đó đã kịp thời công nhận, khẳng định sự cống hiến đối với các tác giả, nhóm tác giả có công trình nghiên cứu có giá trị cao, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, giúp cho hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh phát huy được tiềm năng thế mạnh, thực sự là chìa khóa thành công đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động giải thưởng khoa học công nghệ lần thứ 3 năm 2025.